Dân chúng ta thì thường ai cũng biết thờ phụng và cũng muốn được thờ phụng. Dù cái người mà ngày xưa gọi là theo, gọi là tôn giáo, gọi là lương đấy, lương tức là thờ tiên tổ thôi, chưa gọi là theo đạo Phật, nhưng mà thờ gia tiên tiền tổ. Thế thì dân chúng ta rất quen cái việc thờ phụng. Trong nhà mà thiếu cái bát hương là thấy nó trống trải, nó không ấm cúng. Và như vậy cái tâm cung kính của dân Việt Nam mình như thế là rất tốt, và tâm nghĩ đến tiên tổ là rất quý. Thế thì nếu mà chưa phải Phật tử thì nên có một cái bát hương thờ gia tiên, và thờ gia tiên để chúng ta báo hiếu gia tiên tiền tổ, tưởng nhớ ân đức của tiên tổ nhé. Hoặc là chúng ta thờ thêm bát hương chư vị hộ pháp thần linh, các vị thần linh thổ địa ở nơi đất mình ở, mình kính.